Mercedes GLE 450 dán phim cách nhiệt 3M Crystal Light thì nên chọn mã phim nào cho tốt nhất? Đối với kính lái, anh em nên lựa chọn mã CR60 với tỷ lệ chuyển sáng là 60%, giúp anh em quan sát tốt nhất phía trước khi xe di chuyển. Đối với kính tay phụ thì anh em nên lựa chọn dòng phim CR40 với tỷ lệ chuyển sáng là 40%, giúp chúng ta dễ dàng quan sát phần gương chiếu hậu hai bên khi mà xe di chuyển. Còn riêng đối với phần lưng và hông thì anh em nên chọn mã phim tối nhất, đó là mã CR20, giúp chúng ta bảo vệ sự riêng tư cho người ngồi trong xe. Khi chúng ta từ bên ngoài, chúng ta sẽ không nhìn thấy người ngồi trong xe, nhưng mà người ngồi trong xe có thể nhìn thấy bên ngoài rất là rõ ràng. Và cả ba mã phim CR60, CR40 và CR20 đều có khả năng cản nhiệt lên đến 98% và cản tia UV lên đến 100%. Và để nhận biết phim 3M chính hãng thì anh em chỉ cần test một cách rất là đơn giản, đó là cho tấm phim vào nước và khuấy đều lên. Chúng ta sẽ thấy được hiệu ứng 7 màu hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm. Và đây chính là điểm đặc trưng độc đáo của riêng công nghệ 3M Crystal Light. Đến ngay Proto, đại lý dán phim cách nhiệt 3M chính hãng, có khu vực dán phim cách nhiệt riêng biệt đạt chuẩn với hệ thống máy lọc không khí lọc bụi của Đức. Ngoài ra, tại đây còn có khu vực trưng bày phim cùng hệ thống máy test phim chuyên dụng để anh em có thể trải nghiệm và cảm nhận thực tế. Cùng trải nghiệm phòng chờ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, bánh ngọt, trà cà phê thưởng thức trong lúc thi công.